kính thưa tất cả quý vị, nhân dịp khai trương Spa Việt Thái trong ngày hôm nay thì Spa Việt Thái rất là vui mừng được đón tiếp người đẹp được yêu thích nhất Hoa hậu Hoàn Vũ 2015, đó chính là người đẹp Lê Thị Sang. Và bây giờ thì chúng ta sẽ dành một ít phút thời gian để Sang cùng chia sẻ bí quyết làm đẹp với mọi người. Chào Sang. Thì Sang luôn xuất hiện nhiều trước mặt công chúng á, thì Sang có thể chia sẻ cùng với mọi người về bí quyết nào mà giúp cho Sang luôn giữ được sự tự tin nè, vẻ đẹp và vẻ cuốn hút của mình trước mặt mọi người hay không? Vâng, em chào chị, chào tất cả mọi người. Sau như mọi người đã biết thì sau cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2015 trở về thì Sang cũng nhận được khá là nhiều lời mời chụp hình quảng cáo cũng như là diễn thời trang chuyên nghiệp, cho nên là việc tiếp xúc với hóa mỹ phẩm thường là make up sẽ có hại cho da, cũng như là việc chụp hình ngoài trời thì Sang phải tiếp xúc với ánh đèn sân khấu rồi không khí môi trường ô nhiễm, thì việc đó làm cho da của Sang trở nên xấu đi rất là nhiều so với những người bình thường. Cho nên là việc chăm sóc da đối với Sang rất là quan trọng. Thật ra nói về bí quyết thì Sang cũng không có bí quyết gì nhiều. Ngoài các bước làm sạch da cơ bản thì một bước chăm sóc rất là quan trọng mà Sang tâm đắc đó là việc đắp mặt nạ trẻ hóa da vào ban đêm trước khi ngủ của Willendorf. Vậy là Sang cũng đã sử dụng sản phẩm của Willendorf rồi. Trong sau cuộc thi thì Sang có được ban tổ chức tặng cho một bộ mỹ phẩm của Willendorf.